tặng chị dâu Lưu Hiền Trinh. Sau gần một năm ra mắt MV solo đầu tay ai nói dối nhận đi, Lưu Hiền Trinh tiếp tục gửi đến người hâm mộ một sản phẩm mới mang màu sắc ballad khi chúng ta không còn thương nhau nữa. Ca khúc này do Dương Khắc Linh viết tặng riêng cho nữ ca sĩ và lời bài hát được nhạc sĩ Hoàng Huy Long chấp bút. Lưu Hiền Trinh từng ghi dấu ấn với những bản đan sôi động, nhưng với lần trở lại này, cô mong muốn làm mới mình bằng cách thử sức với ballad, một thể loại âm nhạc được công chúng ưa chuộng trong nhiều năm liền. Chia sẻ về ca khúc mới này. Lưu Hiền Trinh cho biết cô gần như phải thay đổi toàn bộ cách hát trước đây để phù hợp với bài hát, vì có những nốt rất thấp và cũng khá nhiều nốt cao. Tuy nhiên, những điều đó cũng không thể làm khó nữ ca sĩ. Nam chính sánh đôi cùng cựu trưởng nhóm Guns trong MV lần này là Lâm Bảo Châu, anh chàng người mẫu 9X đang được nhiều nữ ca sĩ ưu ái trong các sản phẩm âm nhạc. Ngay từ đầu, MV đã nhuốm màu buồn bằng hình ảnh những kỷ vật tình yêu đã đổ vỡ, còn Vương lại căn phòng mà trước đó cặp đôi đã từng hạnh phúc bên nhau những khoảng khắc ngọt ngào của cặp đôi xuất hiện xen kẽ với những trận cãi vã giận dỗi cùng cảm xúc chán trường mệt mỏi của cả hai mv kết thúc khi cô gái dứt khoát trả lại chiếc nhẫn hẹn ước và bỏ đi để lại mình chàng trai ngồi lặng lẽ thông qua ca khúc này lưu hiền trinh muốn gửi gắm thông điệp rằng khi tình yêu đã hết thì người con gái hãy cứ mạnh mẽ và chủ động nói lời chia tay chứ đừng âm thầm chịu đựng đau khổ chia sẻ về quá trình thực hiện mv đạo diễn hủy phan cho biết cả ekip đã làm việc liên tục suốt 28 tiếng không nghỉ ngơi để theo kịp tiến độ